Xin chào các anh chị nhà mình nha. Trên tay Kim Hoa đây đang cầm một cái mẫu là tấm nano dùng để ốp trần, ốp tường làm từ nhựa PVC nguyên sinh. Đây là cái mẫu nhỏ nha các anh chị. Còn phía trên đây là cái mẫu lớn. Một thanh như thế này thì nó sẽ dài là 3 mét nha các anh chị. 3 mét. Các anh chị có thể ví dụ như cái bức trần hay là cái bức tường của mình mà trên 3 mét thì hoàn toàn vẫn có thể sử dụng cái tấm này. Vì bên Cosmos Việt Nam sẽ có cắt theo yêu cầu, ví dụ như là 3,5 m hay là 4m, 5m thì bên Cosmos Việt Nam cũng sẽ cung cấp được cho các anh chị nha. Lại nói về cái đặc điểm của sản phẩm này thì bạn này sẽ có độ dày là 9 ly nha các anh chị, khá là dày dặn, rất là cứng cáp và chắc chắn. Cận lại cho các anh chị xem là cái mặt cắt của sản phẩm này nó sẽ có những cái lỗ rỗng ha. Thì tác dụng có những cái lỗ rỗng này để làm gì? Thì thường là ví dụ như cái thời tiết của Sài Gòn mình mấy nay khá là nắng nóng nha các anh chị, buổi trưa là rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà mình ốp những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường này ở trong phòng, ở trong nhà của mình á, thì giúp ổn định nhiệt độ, làm cho căn phòng mình nó không quá nóng và không quá oi bức ha các anh chị. Còn nếu mà ví dụ như thời tiết miền Bắc hiện tại thì chỉ có là 10 độ C thôi, khá là lạnh luôn. Thì Kim Hoa thấy là khi mà mình dùng những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường này thì làm cho cái không gian ở trong nhà mình nó trung hòa lại, nó ổn định cái nhiệt độ, làm cho cái nhiệt độ trong phòng của mình không có quá lạnh, giúp đảm bảo sức khỏe của cả gia đình mình ha. Thì ở trên đây sẽ có những màu đó. Kim Hoa sẽ đi qua cho các anh chị xem. Thì thường những cái bạn này dùng để ốp trần, ốp tường ở trong nhà, dành cho các bạn nào mà phá cách, gia chủ thích phong cách ấn tượng một chút thì có thể dùng bạn này. Hoặc là vừa rồi Kim Hoa đã đến thăm một cái cửa hàng mà chuyên cung cấp thiết bị máy vi tính cao cấp á, thì có sử dụng cái bạn này dùng cho ốp tường thì khá là sang. Em có thể quay cận lại cái trên cái bề mặt của cái bạn này thì khá là chân thật luôn. Ví dụ như mà không phải người là đi chọn vật tư thì chắc chắn nhầm cái bạn này là đá thật liền. Đó, rất là chân thật luôn ha. Zoom lại gần thì mình chắc chắn là mình không biết đâu là đá thật và đâu là cái tấm nhựa. Đó, tấm nhựa giả đá dùng để ốp trần, ốp tường thì khá là sang trọng. Thì ngoài ra anh chị có thể dùng cái bạn này cho studio hay là quầy bar hay là văn phòng công ty thì Kim Hoa cũng thấy khá là hợp lý cho cái bạn này ha. Tiếp đến là một cái bạn màu gỗ. Thì những cái đường vân này nó cũng khá là to nha các anh chị. Giống như là những cái gỗ lâu năm vậy đó. Rất là đẹp. Thì bạn này dùng để ốp trần, ốp tường ở trong nhà, hay đặc biệt là Kim Hoa thấy là rất phù hợp dùng cho ở phòng thờ nè. Thì bạn này khá là phù hợp. Những cái vân gỗ truyền thống thì những cái người lớn tuổi á, rất là thích và được ưa chuộng nha các anh chị. Tiếp đến là cái bạn mà giả xi măng. Giả xi măng này thì Kim Hoa thấy khá nhiều ở những cái hair salon hay là những cái phòng xăm nè. Những cái spa đó thì dùng cái bạn này rất là phá cách và ấn tượng. Đặc biệt Kim Hoa thích cái bạn này lắm. Tuy nhiên là cái bạn này vẫn có thể ốp phòng ngủ. Dành cho gia chủ nào mà phá cách và độc đáo chút xíu thì vẫn có thể sử dụng bạn này nha các anh chị. Đây, còn đây là một cái màu vân gỗ cũng rất là truyền thống luôn. Đây là một cái màu vân gỗ thì khi Kim Hoa sờ vào thì rất là mịn tay nha các anh chị. Đảm bảo là cái bạn này dùng thì nó sẽ không có bị tróc ra. Ở trên đây thì nó sẽ được phủ phim ha. Đây, mọi người thấy là sẽ được phủ phim. Vì là phủ phim cho nên sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc, tùy vào nhà thiết kế, thiết kế ra rất là nhiều màu sắc và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Rất là cứng cáp và chắc chắn. Bạn này là bề ngang là 40 cm, bề dài là 3 m, đặc biệt là có thể cắt theo yêu cầu nha các anh chị. Thi công của cái bạn này cũng khá là dễ dàng nha các anh chị. Thì chúng ta sẽ cần thêm một cái phụ kiện là cái con ke. Thì cái con ke nó sẽ có một cái rãnh nhỏ để ghép vào một cái hèm âm của cái tấm nano ha. Bây giờ Kim Hoa sẽ mô phỏng thử cho các anh chị xem nè. Ví dụ như đây là một cái tấm nano ở bên đây, thì Kim Hoa sẽ lấy cái con ke gắn vào cái hèm âm đó. Sau đó là bắn vít cố định, bắn vít cố định vào bức tường đó. Rồi mình sẽ bôi keo vào mặt sau của cái tấm nano này ha. Rồi mình dùng cái tấm nano đó
mình ghép vào thì lúc này nó sẽ che đi cái hàm âm cũng như là cái vít và cái con ke luôn rồi. Đó. Đây, đây là hai màu khác nhau. Và nếu như mà hai màu cùng nhau thì nó sẽ như thế nào? Cái điểm nối nó có sẽ thấy không? Kim Hoa làm hai màu để cho các anh chị thấy điểm nối. Và bây giờ Kim Hoa sẽ làm hai cái mẫu đó, giống nhau. Đây, Kim Hoa sẽ gắn vào cái hàm âm ha. Sau đó là mình bắt vít cố định vào đây, bôi keo vào mặt sau của cái tấm nano này đó, rồi mình sẽ ghép vào. Rồi, đây. Đó, các anh chị có thấy không? Nó rất là khít luôn và nó cũng sẽ không thấy điểm nối nếu mà mình ốp trên một cái bức trần, một bức tường, một cái mảng lớn của tường thì nó sẽ không thấy điểm nối luôn nha các anh chị. Đó. Thì khi mà dùng cái tấm nano ốp trần, ốp tường này, nếu mà cái bức tường của mình á, nó bằng phẳng, nó đẹp rồi thì mình thi công giống như nãy giờ là Kim Hoa chia sẻ với các anh chị. Còn nếu mà bức tường của mình nó không có được bằng phẳng đi và nó gồ ghề cũng như là nó ẩm mốc, đó, tường của mình lâu rồi thì mình cải tạo sao? Mình phải dùng thêm một cái hệ khung xương nha các anh chị. Hệ khung xương thì có thể làm bằng sắt vuông, đó, làm bằng gỗ nhựa hay là bằng sắt mạ kẽm đều được hết. Đó, thì mình phải dùng thêm một cái hệ khung xương. Sau đó mình thay vì á, là mình bắt cái vít này, đó, cái con ke này vào tường. À, thay vì mình dùng cái này vào tường, đó, mình bắt vào tường, thì mình sẽ bắt cái con ke như cái vít này vào hệ khung xương nha các anh chị. Thì làm cho cái bức trần, bức tường mình nó cứng cáp hơn. Và nếu mà nó có bị bong tróc hay ẩm mốc gì đó thì cái lớp keo nó bong ra nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái tấm nano của mình trong suốt quá trình sử dụng luôn ha. Cái tấm nano này nha các anh chị, trên thị trường thì giá dao động tầm khoảng là 250 đến 300 ngàn một mét vuông. Nhưng mà các anh chị lưu ý là chi phí mà Kim Hoa báo trên đây sẽ không bao gồm chi phí thi công nè, cũng không bao gồm chi phí là có hệ khung xương, ví dụ như bức trần, bức tường của mình nó ẩm mốc thì chưa bao gồm chi phí đó ha. Cho nên là các anh chị nào mà mình muốn biết chi phí chính xác á, thì có thể để lại số điện thoại hoặc comment ở phía bên dưới thì bên Cosmos Việt Nam sẽ trả lời từng trường hợp cụ thể cho các anh chị mình nha. Đó, ở bên đây Kim Hoa còn một số mẫu của cái nano VIP nha các anh chị. Gọi là nano VIP thì sao? Đây Kim Hoa sẽ lấy một cái tấm này cho các anh chị xem, so sánh trực tiếp cho các anh chị về cái tấm nhựa luôn ha. Cái cốt nhựa nó sẽ như thế nào? Ở đây là nano thường thì cái cốt nhựa, đây, so sánh giữa hai cái cốt nhựa này. Cái nano VIP thì cái cốt nhựa nó dày dặn hơn một chút nha các anh chị. Nó sẽ cứng cáp hơn cái nano thường một. Và khi mà mình dùng cái nano VIP này thì nó sẽ có cái bảng nhỏ. Bảng nhỏ này nó sẽ là 125mm. Đó, 125mm cũng dài 3m. Và các anh chị nào mà mình thích dài 3,5m hay là 4m hay là 5m gì đó thì bên Cosmos Việt Nam vẫn có thể cung cấp theo yêu cầu cho các anh chị luôn nha. Bạn này thì thi công cũng giống như là cái bạn 40cm này luôn. Đây, Kim Hoa sẽ dùng một cái con ke. Đó. Cũng là thi công vậy luôn, chỉ là cái bảng nó nhỏ hơn thôi nha các anh chị. Đó, bạn này thì cứng hơn, thì Kim Hoa sẽ gắn vào. Đó. Thì nó sẽ chừa ra một cái rãnh V nhỏ nhỏ thôi. Đó. Anh chị nào mà mình không có thích cái rãnh V này thì mình có thể dùng cái tấm nano 40cm này. Khi mà né ghép nối lại thì bạn này không có để lại cái rãnh V ha. Đó, nó khá là khít. Đây Kim Hoa sẽ làm lại cho các anh chị coi. Đó, khít dữ lắm luôn. Đó. Nếu mà một trên một cái bức tường lớn thì chắc chắn là mình sẽ không phân biệt đâu là điểm nối đúng không ạ? Những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường này dùng ở trong nhà, những cái phong cách gỗ như thế này á, thì chắc chắn là sẽ không có bị mối, cũng không bị cong vênh, con ngó và rất là dễ vệ sinh luôn. Ví dụ như chúng ta vệ sinh nhà cửa mỗi ngày thì chúng ta có thể dùng cái khăn ẩm á mọi người. Mình lau qua một chút xíu là nó đã sạch rồi. Một số anh chị nói với Kim Hoa là dùng cái này thì thích thật đó, nhưng mà ngại khoản lau chùi mỗi dịp Tết đến. Kim Hoa nghĩ là tại sao Tết mình mới dọn nhà mọi người, tại sao mỗi ngày mình không thể là mình dành ra một chút thời gian để mình dọn nhà, mình lau qua những cái sản phẩm, những cái đồ nội thất cũng như những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường này để làm cho ngôi nhà của mình lúc nào cũng đẹp hết. Mình nhà của mình ở mà, lúc nào mình cũng ở trong một cái không gian sạch sẽ, thoáng đãng và thẩm mỹ nhất. Về độ bền của sản phẩm này thì các chị có thể xài từ 20 đến 30 năm mà vẫn tốt nha. Những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường ngày xưa á, nó chỉ có vài chục nghìn một mét vuông thôi. Nhiều khi á, mình sờ vào á,
Đó, nó cũng đã rất là cứng cáp và chắc chắn rồi. Và một số nhà có thể là dùng đến 20 năm luôn các anh chị. Cho nên là nhà sản xuất đưa ra những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường như trên tay Kim Hoa cầm đây mà có thể xài từ 20 đến 30 năm thì Kim Hoa thấy là hoàn toàn có thể tin tưởng được nha. Một số các nước phát triển như là Mỹ hay là châu Âu thì đã sử dụng sản phẩm này cũng vài chục năm rồi, cho nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng tại Việt Nam ha. Thời gian gần đây thì những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường này là đang dần phổ biến và rất được ưa chuộng. Các anh chị nào mà đang muốn ốp trần, ốp tường hay là cải tạo lại không gian cho ngôi nhà của mình thì đừng bỏ qua những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường phía sau lưng Kim Hoa đây nha. Có khá là nhiều mẫu để cho các anh chị lựa chọn luôn. Vừa rồi Kim Hoa đã đi qua một số sản phẩm của những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường. Hy vọng là những gì Kim Hoa biết sẽ giúp các anh chị lựa chọn cho mình một tấm nhựa ốp trần, ốp tường phù hợp cho không gian của ngôi nhà mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.